Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Tranh cãi nảy lửa, clip cô gái vừa chạy xe máy vừa bấm điện thoại, tông thẳng vào ô tô đang dừng đổ. Tình huống giao thông này được camera an ninh khu vực ghi lại, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đoạn clip, một người phụ nữ một tay dùng điện thoại di động, tay kia điều khiển xe máy và tông trúng vào ô tô đang dừng đổ trước một nhà dân. Cú va chạm mạnh khiến cả người và xe ngã văng xuống đường. Phát hiện sự việc, người dân khu vực đã chạy đến hỗ trợ nạn nhân. May mắn cô gái chỉ bị thương nhẹ và có thể đứng dậy ngay sau đó.